Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Người dân Israel sợ hãi trước nguy cơ trả đũa của Iran và Hezbollah. Ngày 11 tháng 8, Israel tiến hành tập kích mạnh mẽ vào miền nam Lebanon nhằm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah, bao gồm làng Tay Be và khu vực Deir Haya. Các cuộc tấn công này đã làm 2 người thiệt mạng và Hezbollah đáp trả bằng cách phóng ít nhất 30 rocket, tên lửa và UAV vào miền bắc Israel, gây ra thiệt hại nhưng không có thương vong được báo cáo. Hezbollah cũng thực hiện các cuộc tấn công khác vào miền bắc Israel, bao gồm sử dụng UAV tự sát. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gây ra thiệt hại nặng nề với ít nhất 565 người chết ở Lebanon, chủ yếu là các thành viên Hezbollah và 22 quân nhân cùng 26 dân thường Israel tử vong. Giao tranh đã dẫn đến việc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi khu vực biên giới. Cuộc chiến bắt đầu leo thang sau các vụ ám sát cao cấp, bao gồm chỉ huy quân sự của Hezbollah, Fuad Shuk và lãnh đạo Hamas, Ismail Haniyeh. Hezbollah được Iran hỗ trợ và trang bị vũ khí hạng nặng đang là một mối đe dọa lớn với Israel. Chính phủ Iran và phong trào Hezbollah tại Liban đã tuyên bố sẽ có các đòn đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel sau các vụ ám sát xảy ra ngày 31 tháng 7 đối với hai nhân vật cấp cao của phong trào Hamas và Hezbollah. Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra các vụ ám sát, cho dù không tránh khỏi sự căng thẳng, nhưng người dân Israel dường như đã quen với tâm lý chờ đợi một cuộc tấn công trả đũa. Đến ngày 11 tháng 8, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, cơ quan phụ trách các vấn đề an ninh dân sự của Israel, vẫn chưa nâng mức cảnh báo về an ninh an toàn cho người dân. Trừ một số địa phương sát biên giới, cuộc sống tại hầu hết các thành phố ở Israel về cơ bản vẫn diễn ra bình thường. Các công sở, trường học và hoạt động đông người vẫn được phép hoạt động, không bị giới hạn. Hàng quán vẫn mở cửa và người dân vẫn ra ngoài tụ tập, ăn uống. Anh Dudi, một nhân viên bán hàng tại thành phố Petah Tikva, phía đông Tel Aviv, cho rằng một cuộc tấn công trả đũa của Iran và Hezbollah có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hàng ngày anh vẫn đi làm bình thường. Anh nói, tôi không sợ, bạn thấy đấy, hôm nay tôi vẫn ra ngoài ăn pizza cùng với gia đình. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng tôi vẫn phải sống ở đất nước này. Điều tôi lo ngại là chiến tranh sẽ ảnh hưởng tới công việc buôn bán. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có tâm lý vững vàng như anh Dudi. Nhiều người vẫn lo ngại và hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, hạn chế tụ tập ở các điểm cách xa hầm trú ẩn. Vì vậy, thành phố Tel Aviv những ngày đầu tháng 8 có phần bớt đông đúc hơn. Trước đó, một số người dân đã tranh thủ mua lương thực, nước uống dùng cho cả tuần, đề phòng khi xảy ra chiến tranh, các dịch vụ thiết yếu có thể bị gián đoạn. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, tuần qua đã nói rằng để người dân Israel phải chờ đợi trong sự lo lắng là một phần của sự trừng phạt. Vụ không kích xảy ra vào đêm 30 tháng 7 của quân đội Israel IDF ở miền nam thủ đô Beirut của Liban đã sát hại ông Fuad Shuk, chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hezbollah và là cánh tay phải của thủ lĩnh Nasrallah. Chỉ sau đó, vài giờ đồng hồ, phong trào Hamas ra thông báo nhà lãnh đạo chính trị của phong trào này là Ismail Haniyeh đã bị thiệt mạng trong một vụ ám sát tại thủ đô Tehran sau khi tham dự lễ nhậm chức của từng tổng thống Iran. Phản ứng trước sự việc trên, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, nhiệm vụ của chúng ta là phải trả thù, đồng thời ra lệnh cho các lực lượng Iran một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel. Cùng lúc, thủ lĩnh phong trào Hezbollah, ông Sayed Hassan Nasrallah cho biết, nhóm này sẽ đáp trả vụ chỉ huy cấp cao thiệt mạng, cho rằng vụ việc này cùng với vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas bị ám sát đã vượt qua lằn ranh đỏ. So với Hamas, Hezbollah là lực lượng quân sự phi nhà nước mạnh nhất thế giới, với đội quân đông đảo lên tới 100.000 tay súng và được trang bị các loại vũ khí hỏa lực mạnh và hiện đại.
Mỹ và Israel ước tính Hezbollah và các nhóm chiến binh khác ở Liban có khoảng 150.000 tên lửa và rocket. Cho dù xét về số lượng và chất lượng không bằng quân đội Israel, một cuộc tấn công của Hezbollah có thể sẽ khiến Israel thiệt hại nặng nề về con người và cơ sở hạ tầng. Quân đội Israel trong những ngày qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự và triển khai thêm lực lượng. Đặc biệt, ở các khu vực nhạy cảm có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái. Cơ quan dịch vụ cứu thương kêu gọi người dân hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu để sử dụng trong trường hợp có thương vong lớn. Các tòa nhà thông báo, cư dân dọn dẹp phòng tránh bom. Chính phủ Israel đã tính đến trường hợp mở cửa hầm trú ẩn đặc biệt ở Jerusalem được xây dựng sau khi kết thúc cuộc chiến với Liban năm 2006 cho các nhà lãnh đạo cấp cao trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa quy mô lớn từ bên ngoài. Các bệnh viện dưới lòng đất ở thành phố Tel Aviv và Haifa cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để sẵn sàng đón bệnh nhân. Ông Steve Wood, trưởng ban đối ngoại của Bệnh viện Sheba lớn nhất Israel nói, bệnh viện dưới lòng đất nhằm phục vụ các bệnh nhân không thể di chuyển trong trường hợp có còi báo động tên lửa. Bệnh viện ngầm của chúng tôi đã sẵn sàng hoạt động với 2.000 giường bệnh, với đủ số lượng bác sĩ, y tá và các trang thiết bị cần thiết. Ông Ilat Atia, một giảng viên chính trị đã nghỉ hưu, hiện đang sống tại thành phố Tel Aviv cho biết, nói rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cũng không đúng. Chúng tôi lo ngại nhưng không sợ hãi. Có sự khác nhau lớn giữa hai điều này. Người dân Israel đã quen với chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua với các nước láng giềng. Theo giới quan sát, cả Iran và Hezbollah đều có những tính toán chiến lược riêng. Đồng thời, Mỹ và Israel cũng đối mặt với các vấn đề nội bộ. Do đó, không bên nào muốn chứng kiến xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Cuộc trả đũa của Iran và Hezbollah lần này, nếu xảy ra, cũng nhiều khả năng sẽ dừng lại ở mức độ kiềm chế, tránh đẩy xung đột leo thang thành một cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Quân đội Bệnh viện Israel căng như dây đàn, chờ đợi cuộc tấn công khủng khiếp từ Iran. Theo VTC News, quân đội Bệnh viện Israel ở trong tình trạng báo động cao sau khi Iran và Hezbollah tuyên bố trả đũa các vụ ám sát. Dịch vụ cấp cứu của Israel đã dự trữ nguồn máu trong một cơ sở ngầm kiên cố. Các nhà máy đã di dời các vật liệu nguy hiểm và chính quyền các địa phương đang kiểm tra những hầm trú bom và nguồn cung cấp nước trong bối cảnh nước này căng thẳng chờ đợi cuộc tấn công trả đũa từ Iran và lực lượng đồng minh. Israel đã củng cố mặt trận trong nước và có nhiều sự chuẩn bị kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Khi hàng nghìn tay súng do Hamas cầm đầu thực hiện cuộc đột kích xuyên biên giới tàn khốc vào các cộng đồng người Israel. Tuy nhiên, tính cấp bách đã gia tăng mạnh mẽ trong 10 ngày qua khi cuộc xung đột quy mô hạn chế với phong trào Hezbollah ở miền nam Lebanon do Iran hậu thuẫn có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tôi biết rằng các công dân Israel đang trong tình trạng cảnh giác và tôi chỉ xin các bạn một điều, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói khi gặp gỡ các tân binh của quân đội hôm 7 tháng 8. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả phòng thủ và tấn công. Chúng tôi đang tấn công kẻ thù và cũng quyết tâm tự vệ, ông Netanyahu khẳng định. Israel hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa của một cuộc chiến đa mặt trận, đối đầu với nhiều phong trào quân sự Hamas, Hezbollah và cả Houthi ở Yemen. Tất cả đều được Iran hậu thuẫn và tài trợ. Một cuộc tấn công dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới sau lời tuyên bố của Iran và Hezbollah về việc trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr tại Beirut vào tuần trước. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực phía bắc Israel nằm trong tầm bắn của tên lửa Hezbollah khi cuộc chiến bắt đầu và nhiều khu vực biên giới hiện chìm trong bầu không khí u ám, hoang vắng. Tuy nhiên, cuộc bắn phá của Hezbollah có thể vươn sâu hơn vào Israel, thậm chí có thể tới các mục tiêu nhạy cảm như thành phố cảng Haifa ở miền bắc nước này. Bệnh viện Rambam của thành phố Haifa luôn đặt trong tình trạng báo động kể từ tháng 10 năm ngoái và đã chuẩn bị cơ sở ngầm kiên cố 3 tầng để điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra, David Fratner, người phát ngôn của bệnh viện cho biết.
Quân đội đang trong tình trạng báo động cao vào cuối tuần trước đã tăng cường hệ thống còi báo động không kích và phát sóng cảnh báo trên toàn quốc bằng cách gửi tin nhắn văn bản thời gian thực tới người dân ở các khu vực mục tiêu. Nhiều địa phương đã khuyên người dân giảm các hoạt động không cần thiết ở gần các khu vực được bảo vệ và tránh tụ tập đông người. Tại Haifa, các hầm trú bom được trang bị hệ thống kỹ thuật số để có thể mở khóa từ xa trong trường hợp bị tấn công. Zair Zuberman, Giám đốc Sở An ninh và Dịch vụ Khẩn cấp của thành phố cho biết, chúng cũng được trang bị máy phát điện. Ông Zuberman cho biết, một số bãi đậu xe ngầm cũng đã được phê duyệt làm nơi trú ẩn tạm thời và có đủ không gian cho hàng nghìn cư dân trong trường hợp cần thiết tại thành phố Ramla ở miền trung Israel. Dịch vụ cứu thương quốc gia Magen David Adom, MDA, đã tích trữ máu hiến tặng tại một cơ sở ngầm được bảo vệ bằng những bức tường bê tông dày kiên cố và cửa chống nổ. Chúng tôi phải đối mặt với những mối đe dọa từ Iran Hezbollah, bác sĩ Arie Meyer của MDA cho biết. Các cuộc tấn công có thể bằng tên lửa quy mô lớn và chúng tôi muốn đảm bảo rằng đã sẵn sàng cho mọi trường hợp. Tuần trước, Bộ Bảo vệ Môi trường Israel đã tổ chức đánh giá tình hình để đưa ra phương án bảo vệ các nhà máy chứa vật liệu có thể gây nguy hiểm nếu bị tấn công bằng tên lửa hoặc cách ứng phó một cuộc tấn công vào tòa nhà có chứa amiang. Tập đoàn Bazan tại Haifa, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải, nói với Reuters rằng họ đang nỗ lực duy trì an ninh năng lượng và tính liên tục của nguồn cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế. Trong khi đó, toàn bộ hệ thống ngân hàng của Israel cũng đang chuẩn bị cho kịch bản rút tiền mặt hàng loạt. Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, theo các báo cáo đến nay, lượng tiền giấy và tiền xu trong ngân hàng Trung ương Israel và toàn hệ thống ngân hàng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!